khoảng 17 giờ 30 phút chiều qua, một khu đất hoang ở ven đường Nguyễn Công Bình thuộc ấp 2 xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bỗng dưng bốc cháy. Do gió chướng thổi mạnh, ngọn lửa bùng phát dữ dội. Trước đó khoảng 16 giờ, tại khu vực chân cầu Trạch Miễu thuộc phường 6 thành phố Mỹ Tho cũng xảy ra đám cháy từ một bãi rác công cộng. Ngọn lửa bùng phát nhanh. Rất may, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng có mặt kịp thời để khống chế ngọn lửa, bảo vệ an toàn khu dân cư. Trước đó, chiều mùng 7 Tết, người dân phát hiện cháy tại khu đất trống trong khu công nghiệp Tân Tạo. Khu đất này rộng hàng ngàn mét vuông với cây cối cỏ dại mọc tùm, cộng thời tiết hanh khô và gió khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng, uy hiếp đường dây điện cao thế phía trên và dãy nhà trọ hàng chục căn của người dân. Sợ cháy lan, chủ khu trọ kéo vòi nước máy phun nước dập lửa. Mất gần 2 giờ sau, đám cháy mới được khống chế. Vụ cháy chưa được xác định nguyên nhân, nhưng ban đầu được xác định có thể do người dân bất cẩn trong việc đốt rác dẫn đến cháy lan. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh, tại các quận, huyện, thành phố, do có nhiều khu đất trống bỏ hoang, cây cỏ mọc tùm, người dân lo sợ dịch bệnh từ muỗi, rắn rết, mùi hôi, từ rác thải lâu ngày gây mất vệ sinh môi trường nên phát quang bụi rậm, đốt cỏ, rác. Do không cẩn thận và lường trước được sự phát triển của ngọn lửa nên có nhiều vụ cháy cỏ rác xảy ra. Hiện miền Nam đang bước vào mùa khô, thời tiết nắng nóng kéo dài, hanh khô dễ dẫn tới nguy cơ cháy cỏ rác tại các khu vực đất trống. Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường, sức khỏe cộng đồng, tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội. Để đề phòng cháy cỏ rác gây cháy lan, cháy lớn và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự chung, người dân nên có biện pháp đảm bảo an toàn cháy. Không đốt cỏ rác vào buổi trưa có gió to, không đốt đồng loạt trên diện tích lớn, chủ động phát quang các cỏ xung quanh gần khu vực khu dân cư, các dự án và công trình xây dựng nhằm tạo khoảng cách chống cháy lan. Kiểm tra việc niêm yết các biển báo cấm lửa, cấm hút thuốc, cấm đốt rác tại các dự án công trình đang và chưa xây dựng, đặt ở nơi dễ thấy, còn nhìn rõ bảng hiệu. Khi xảy ra cháy, phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư hậu cần tại chỗ. Nhanh chóng báo số điện thoại 114 hoặc ứng dụng HEP 114 và các cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời. Không chủ quan tự cứu chữa đến khi đám cháy phát triển lớn, phức tạp rồi mới báo cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Ngoài ra, người dân cẩn trọng đốt nhang cách xa trồng gỗ, vật dụng dễ cháy. Không đốt quá nhiều vàng mã có khối lượng lớn để tránh nguy cơ gây hỏa hoạn. Sử dụng thùng sắt inox có nắp đậy kín để tránh tàn lửa bay ra xung quanh. Chờ vàng mã cháy hết, dùng nước dẫy lên tro đề phòng cháy ngầm. Không đốt vàng mã ở những nơi cấm như chợ, trung tâm thương mại, nơi có vật liệu dễ cháy. Tại các chợ phải có khu vực riêng cho việc đốt hương thờ cúng của tiểu thương.